5 nhân vật là 5 con thú tốt bụng và vui tính. Mỗi con lại có một phương tiện di chuyển độc đáo riêng của mình. Mấy chiếc bánh vòng đã được chuẩn bị sẵn sàng để các nhân vật thưởng thức và học cách đếm số. Hãy cùng theo chân Zumba trong chuyến hành trình khám phá bí ẩn nằm trong các con số các em nhé.